Rất là nhiều quý khách hàng chia sẻ với Ngọc Ánh rằng muốn tìm cái căn nhà gần bến xe Nghĩa, mà cái thời gian vừa qua ấy, căn thấp nhất thấy bên Ngọc Ánh báo là toàn 2,5 tỷ. Nhưng trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một cái căn nhà giá trị hơn 2 tỷ gần với bến xe Nghĩa, cách của bến xe Nghĩa 500m cho quý vị, với cái nhà xây mới sổ đỏ chuẩn chỉnh 1, 2, 3. Căn nhà này giá bán 2,280 tỷ thôi thưa quý vị. Diện tích 30m², ngõ trước nhà 2m, cách với lại trục đường Quang Trung khoảng tầm 100m. Và với cái căn nhà này cách với bến xe Nghĩa 600m quý vị nhá. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam, Ngọc Ánh sẽ quay căn trong cùng để gửi tới cho quý vị. Với căn trong cùng này hiện tại thì nó được ưu điểm ở cái phần ngõ sân trước nhà này rất là hợp lý. 3 tầng thiết kế công năng sử dụng tương đối ổn, với cái giá bán 2,280 tỷ, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị. Với phần thiết kế của ngôi nhà tương đối là chỉn chu, thiết kế cửa chính, phần cửa chính là cửa cuốn điện, bên trong là cửa kính cường lực nha quý vị. Sổ đỏ, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại, tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, cho nên ngân hàng mới có hỗ trợ vay vốn chứ, đúng không mọi người? Và đây em sẽ review cho quý vị với tầng 1 của ngôi nhà đây. Với căn nhà này, ưu điểm mặt tiền rộng, hướng nhà Đông Nam, mùa đông ấm, mùa hè mát. Với cái hướng nhà Đông Nam này thì rất nhiều quý khách thích, bởi vì thực tế luôn cái hướng này nó gần như kiểu hướng quốc dân ấy quý vị. Nó khá là hợp với mọi người. Và bởi vì nó cái hướng này nó mát, nó không như hướng Tây. Và với cái thiết kế tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Đây quý vị nhá. Cái mặt tiền rộng cho nên vào trong không gian nhà rất là thoáng, diện tích 30m, tuy nhiên thiết kế thì nó hài hòa. Để mà nói nếu như mà nó không thể nào được như 50, 70m, 100m đâu mọi người. Cái này nó đáp ứng công năng, nếu như để mà so sánh với cái tầm tiền và cái vị trí đi lại thì căn nhà này hiện tại đang là rẻ nhất trong cái phân khúc gần với bến xe Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Từ vị trí này quý vị mà có đi làm theo cái trục đường sắt trên cao Cát Linh thì quý vị có thể đi xe máy ra, hoặc là đi xe đạp, hoặc là quý vị đi phương tiện nào đó ra gửi ở bến xe Nghĩa và quý vị đi theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh đi làm, rất là hợp lý đó. Cái phần không gian đây là cái phần phòng khách quý vị nhá. Chủ nhà thiết kế một cái tấm ốp PVC nano cho quý vị ở đây và cái kệ TV ở đây. Độ bền của cái chất liệu này nó khoảng tầm 10 đến 12 năm. Chống cong vênh, chống mối mọt, chống thấm nước quý vị nhá. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Chủ nhà lắp cho mình một chiếc quạt trần ở đây nữa. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết. Gạch lắp nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần không gian phòng bếp này, chủ nhà thiết kế gỗ, ở đây là gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh mặt bếp thì ốp đá ốp bếp, à, xung quanh đây thì ốp kính luôn. Và ở đây thì thiết kế đầy đủ cho quý vị chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304, phụ kiện bếp đi kèm xong xuôi hết. Theo như hiện trạng của ngôi nhà này, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa cho quý vị sử dụng. Đây, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái phần ngăn cách cầu thang và phòng khách, thiết kế cho quý vị một vách lam CNC gỗ ở đây, tương đối là đẹp. Dưới này thiết kế nhỏ nhắn thêm cho quý vị một cái tủ nhỏ nhỏ nữa để quý vị có thể để đồ lặt vặt ở phía dưới tầng 1. Đó. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí ngôi nhà này rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong đây. Phòng ngủ này được thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đây. Đó, hướng đông nam. Cái căn phòng này rất là rộng và thoáng, dễ dàng kê đồ nội thất vuông vắn quý vị nhé. Ban công mở thực tế, quý vị nào yêu thích trồng cây trồng hoa thì cũng khá là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, rồi là ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt. Theo như hiện trạng thì đúng là ngôi nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Phòng vệ sinh sử dụng phía bên trong phòng ngủ đây. Với phòng vệ sinh này, đây, tương đối là rộng, thoáng, hệ thống quạt hút mùi, đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, cũng như đây hệ thống sen tê tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá.
Ở đây nước sử dụng là nước sạch, hồ sơ điện riêng, nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội nha quý vị. Cửa thông phòng thiết kế đây. Thiết kế cửa thông phòng là cửa nhựa mọi người nhá. Cửa nhựa lõi thép, nói chung là cái chất liệu này nó tương đối mới ở trên thị trường. Tuy nhiên thì về cái thẩm mỹ cũng như là cái công năng của nó thì tương đương như là gỗ mọi người ạ. Đó, hệ thống chân thạch cao, đèn LED đó. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Quý vị ơi, các bạn đang đứng ở đây phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị công năng ở đây. Một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần để máy giặt, đồng thời là sân phơi luôn quý vị nhé. Với cái sân phơi này thì theo cái mục đích của chủ đầu tư thiết kế căn nhà này thì thiết kế một cái phần giàn phơi thông minh ở đây. Nó tương đối là ổn, nó giống kiểu chung cư ấy mọi người ạ. Đây, đều có lỗ thoát khí, mọi cái ánh sáng tự nhiên vào đây. Bởi vì bây giờ máy giặt nhà nào cũng có giặt và vắt khô rồi ấy, cho nên là cái giàn phơi thông minh ở đây tương đối là ổn. Trên này thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ và một phòng vệ sinh nữa. Đây, với cái phòng ngủ này, phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong, phòng ngủ tương đối là hợp lý. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Như vậy với cái công năng sử dụng của ngôi nhà này thì Vân thiết kế được cho quý vị là hai phòng ngủ rộng rãi, phòng thờ, sân phơi. Đây, phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Giá 2 tỷ 280 triệu bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin được đi xem nhà thì quý vị liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.